Lạy cha và cộng đoàn, con Maria Nguyễn Thị Nội, con ở ngoài Bắc mà con ở xứ Lại Xá. Con bị bệnh xương khớp mới lại bệnh thoái hóa là 30 năm. Mà nhờ mấy mươi lần là chồng con cứ phải nằm để chồng con xúc cơm. Có lần con đi lễ ở nhà xứ thì chồng con lai con đi đến nhà thờ được. Mà đến lúc về thì phải hai người dìu con cách nhà thờ 200 mét, bế con lên xe thì con mới về được. Thế về nhà thì con cũng chỉ có tiêm có ba mũi, hết con 100.000. Thế là tự dưng nó khỏi lúc nào, nhưng mà 3-4 năm nay con chả thấy nó đau nữa chạy. Thế thì con được ơn thứ nhất, ơn thứ hai là chồng con thì cao huyết áp, mà mấy lần đi viện thì cứ 190-200. Thế là đến con cầu nguyện đến lòng thương xót Chúa, được cha và cộng đoàn thương, thì chồng con bây giờ huyết áp ổn định rồi. Còn ơn thứ ba này thì để cha là con cũng buồn, vì con là du xe là Bùi Văn Phóng, nó chơi bời lắm, nó nghiện rồi là nó rượu lắm. Mà cái con cứ bảo nó đi lễ thì nó đi, thì nó đi đến nhà thờ thì gọi là có khi cha chưa đến nó lại về rồi, có khi cha cho chịu ân trọng thì nó lại về lúc nào rồi. Đến tháng 7 vừa rồi con mới cho nó vào đây, tháng 8 vừa rồi con cho nó vào đây. Nó ra ở ngoài Đức Mẹ La Vang, con bảo nó đi xưng tội. Nó cứ nằm cục queo, nó bảo nó không đi, đông lắm. Thế này nó lúc mà con đưa nó vào đây thì nó hôm trước hôm sau con chẳng dục nó tự nó đi xưng tội. Xưng tội lấy cha là từ hôm đấy là về là nó đi lễ chủ nhật, rồi nó đi lễ ngày thường là nó đi, là con để ý là cứ đến lúc nhà thờ cảm ơn cha về, xong nhà thờ cảm ơn thì nó mới về. Thế con bảo mà thế là mày nghiện thì mày đã khỏi chưa? Nó bảo con bỏ rồi, nhưng mà con xin, con vẫn chưa tin. Thưa anh chị em, chúng ta thấy là nó đang nhận ra ngày giờ Thiên Chúa viếng thăm. Đây là nơi mà Thiên Chúa viếng thăm. Nó đến đây, nó nhìn thấy cả rừng người như thế này. Nó đến đây, nó nghe được những lời ca, tiếng hát, và nhất là nó chứng kiến được những người lên đây để mà làm chứng cho lòng Chúa thương xót. Làm sao mà không quay trở về để nhận ra rằng đây là ngày giờ Chúa viếng thăm. Các cha dạy tôi đã nói với tôi rất nhiều về chuyện này, là rất nhiều người bỏ đạo khi mà ngài đến giải tội ở đây, rất nhiều người bỏ đạo và quay trở về, và họ nói rằng là đến đây họ mới xin tội. Đáng lý là họ không xưng, nhưng mà đến đây rồi một cái sức thu hút gì đó, một cái sức mạnh nào đó hoán cải tâm hồn của họ, họ mới quay trở về, vì họ biết rằng đây là ngày giờ Thiên Chúa. Mãi lên, ngày giờ Thiên Chúa. Đây là ngày giờ Thiên Chúa. Giáo điểm tin mừng là nơi Thiên Chúa. Đây, cha gửi tặng cho thằng con của con tấm ảnh lòng Chúa thương xót. Tấm ảnh lòng Chúa thương xót cha gửi tặng cho nó. Rồi, đây là cuốn tâm thư lòng nhân hậu con cũng gửi tặng cho nó. Là con phải tin vào quyền năng của Chúa, sức mạnh của Chúa, lướt thắng được sự dữ. Nha, có máy 300 bài giảng chưa? Có máy chưa? Cha con có rồi, cho con xin. Rồi, xin Chúa chúc lành cho con. Hallelujah. Rồi, mời con.